Thưa quý vị thân mến, gia đình nhà trai chúng tôi cũng đang từng bước trở về với tư gia của gia đình nhà gái trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong sự đón tiếp nồng nhiệt đến từ đại diện cho các cụ ông các bà bên phía nội và bên ngoại của gia đình nhà gái chúng tôi, xin được trao lời cho ban tổ chức cùng với gia đình nhà gái ông Lê Văn Hùng, bà Lê Thị Gấm, trân trọng kính mời các vị khách quý đang ở phía ngoài sẽ cùng nhanh chóng tiến về với bên trong gia đình nhà gái chúng tôi để cùng lựa chọn cho mình với một số chỗ ngồi trang trọng ưng ý nhất để cùng chung tay mời nước mời chầu mời trà cùng tham dự và chúc mừng cho sự nghiệp ăn hỏi nạp tài dành tặng cho tân thứ giải Trình Quang cùng với cô dâu Lê Trang. Trân trọng và kính mời quý vị. Yeah.
Ngày hôm nay trở về từ thôn Bích Động, Yên Bình, Thanh Hóa, gia đình nhà trai cũng đang hiện diện khá là đủ đầy với các cụ, ông, các bà là thành phần quan trọng nhất đại diện cho bên nội tộc và ngoại tộc của gia đình nhà trai. Bên cạnh đó là anh em bạn bè đồng nghiệp của tân chú rể Trịnh Quang đang cùng trở về tham quý vị thân kính và thông qua lời phát biểu đến từ đại diện cho gia đình nhà trai. Bên phía gia đình nhà trai, ông Trịnh Hữu Tự, bà Trịnh Thị Cử sẽ cùng mong muốn cùng với gia đình nhà gái chúng tôi, gia đình ông Lê Văn Hùng và Lưu Thị Gấm long trọng tổ chức sự kiện đại lễ thành hôn dành tặng cho Lê Trang và Trịnh Quang vào ngày 10 tháng 10 năm Giáp Thìn. Và về lịch trình thời gian, gia đình nhà trai sẽ xuất phát từ nhà đi khoảng 8 giờ 5 phút, có mặt tại gia đình nhà gái chúng tôi vào khoảng 8 giờ 15 đến 8 giờ 20. Sự kiện đón dâu long trọng được diễn ra đến khoảng 9 giờ kém. Gia đình nhà trai sẽ cùng đưa đón cho tân cô dâu Lê Trang ra khỏi cổng hoa cưới của gia đình nhà gái để cùng trở về với tư gia của gia đình nhà trai, cùng làm vợ, làm dâu và làm con. Vậy sau khi quan điểm về thời gian ngày giờ đón dâu, gia đình nhà trai đã cùng đưa ra, liệu gia đình nhà gái có đồng thuận và nhất trí cùng với thời gian ngày giờ này hay không? Ngay bây giờ, trân trọng kính mời ý kiến đáp lại đại diện cho bên phía gia đình nhà gái chúng tôi đến từ Bắc An. Trân trọng và kính mời. Kính thưa các cô ông, cô bà, kính thưa các vị quan khách hai bên gia đình, nhà trai, nhà gái. Trước hết, cho phép tôi xin được cảm ơn gia đình nhà trai và xin được chấp nhận ý kiến của gia đình nhà trai là đã chọn ngày chọn giờ, và xin rất mong muốn gia đình nhà trai là toại nguyện là ý muốn, và gia đình hòa gái chúng tôi xin luôn luôn tạo điều kiện và chấp nhận với gia đình hòa trai. Xin cảm ơn rất nhiều với sự nhất trí cao đến từ gia đình nhà gái trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, thật đúng là hôn nhân là nước thang quan trọng đánh dấu cho sự trưởng thành khôn lớn của một con người. Và ở đó thì trong năm luôn có tháng, trong tháng luôn có ngày, và trong ngày có giờ đẹp, giờ hoàng đạo để cho gia đình nhà trai cùng với gia đình nhà gái có quyền lựa chọn và thống nhất thời gian về ngày giờ đón dâu. Gia đình nhà trai đã cùng phát biểu đưa ra, gia đình nhà gái cũng đã nhất trí hoàn toàn. Và ngay bây giờ, kính mời bố mẹ của hai con chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy và dành tặng cho nhau với cây trầu đầu tiên, chính là cây trầu xin cưới. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị thân mến, như vậy là cây trầu xin cưới chính là cây trầu đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay đã được gia đình nhà trai chúng tôi dành tặng cho bên phía gia đình nhà gái, và đã được gia đình nhà gái dang rộng vòng tay của mình để cùng đón nhận tình cảm đầu tiên. Đây cũng chính là cây trầu sẽ nên dâu nên rể nhà người. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì gia đình nhà trai cũng có nàng dâu hiền và gia đình nhà gái cũng có chàng rể quý. Xin được mời tất cả quý vị cùng vang lên một tràng pháo tay lớn để chúc mừng nhà, xin mời. Xin cảm ơn rất nhiều với cơ trầu này đã được diễn ra khá là thành công. Và xin mời bố mẹ của hai con cùng ngồi xuống vị trí trang trọng nhất đi ạ. Thưa quý vị thân mến, cơ trầu xin cưới đã được diễn ra thành công tại tư gia của gia đình nhà gái chúng tôi. Và ngay bây giờ cũng chính là khoảnh khắc ra mắt của chàng rể quý tại tư gia của gia đình nhà gái lúc này. Trước
Trân trọng kính mời chú rể Trịnh Quang và cô dâu Lê Trang. Hai bạn chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt để cùng tiến về với cuộc trung tâm sân khấu của gia đình nhà gái đi ạ. Và kính mời hai bạn chúng ta sẽ cùng mang đến cho các cụ công các bà đại diện cho hai bên bốn họ một cái cúi đầu chào ra mắt của buổi chiều hôm nay. 1, 2 và 3 xin mời. Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, với sự ra mắt của chàng rể quý tại khu gia của gia đình nhà gái lúc này, ngay bây giờ chính là khoảnh khắc tuyệt vời và quan trọng nhất. Trân trọng kính mời người cha sinh thành nên cô dâu Lê Trang, đó là ông Lê Văn Hùng, sẽ cùng khởi thân đứng dậy đưa đón cho hai con trở về với bên trong bàn thờ gia tiên, hoàn tất những bước dân hương bái tín tổ đường. Trân trọng và kính mời. Mấy khi khách đến chơi nhà, bước thang quần lắm, hai chàng mời xơi. Vì nhau đứng với đằng xa, con mắt lít lại bằng ba đứng gần. Thank you.